quá đẹp. Quay cho anh em mình xem động cơ Komatsu. Đây cánh công, công thấy camera là đi chỗ khác. Anh Công là thợ máy ở bên mình đó, từng giới thiệu cho anh em mình mấy cái clip ở trước mình hay quay những cái dòng máy giang ma của bên mình đó, cái 6 HI và KI đều là của anh Công mua cho gia đình mình xài hết ha. Thì những cái máy mình hay quay là cũng đều là anh Công mua cho anh em ở trong làng sử dụng hết. Bây giờ là cái Komatsu này là cũng là một anh em ở trong làng sử dụng. Năm nay thì nâng cấp lên công suất máy. Cái này vừa chở từ bãi về, đang đặt ở tại nhà anh Công luôn. Hiện tại là nhà anh Công là cũng còn mấy cái máy lớn nữa nè, của anh em ở Phú Lạc. Anh em tàu cá lưới rút ở Phú Lạc đặt mà chưa gắn ha. Bữa nào lên ụ là mình quay cảnh gắn cho anh em xem. Đấy, giới thiệu thon thoáng qua rồi đi một vòng để khám phá về máy chút xíu nha anh em. Trước khi khám phá về máy thì mình khám phá cái nơi đầu tiên đó là xem thử cái mã lực của máy nó bao nhiêu ha. Đây thì khi mình quay mã lực của máy là không chỉ riêng một mình khám phá, mà tất cả những anh em nào rành về cái dòng máy Komatsu hoặc là anh em thợ thì có rành này cũng chỉ giáo thêm cho mình nha. Thì ở đây nó ghi quẹo quạ về bằng tiếng Nhật không nè. Đấy, ở trước là ghi 432,2 kW, ở sau ghi 421,4 kW. Đó, sẹt trừ sẹt gì đó, 6M1 125 A-bơ-3, đây là cái đời máy ha. Đấy, ở dòng tua là 2229 dòng trên phút. Đó, cái chữ này tiếng Anh mình biết nè, minute đó. Made in Japan, Butter G. Đó, bên này có cái mạc nữa, mạc này không biết là đỡ ghi cái thứ gì đây. Số với là chữ ngàn nghèo. Đó, các anh em nào mà ở Nhật này có coi cái kênh YouTube của mình thì phiên dịch dùm cho anh em ở trong kênh. Đấy, máy đẹp quá không, giờ phun dầu lên nhìn cái nó bóng lón à. Làm biển mà được xài cái máy này là nói chung là cái niềm mơ ước của rất nhiều anh em luôn. À, bởi vì muốn xài được cái máy này là mình phải có chiếc ghe phù hợp, nó một cái ngờ phù hợp, mình làm đủ cái kinh tế mình mới chơi được với cái máy này, chứ không phải là có tiền mua cái máy không để xài. Đó, thì cái ý mình muốn nói là nó như vậy. Đó, cho nhiều anh em không biết nó cái máy cái vài trăm triệu hay 400-500 triệu gì đó, mình làm gì mà mua không nổi dữ. Bởi vì mua cái máy thì nó phù hợp với chiếc ghe, mà chiếc ghe mà đã gắn cái máy này thì nó phải phù hợp với cái ngờ sử dụng nữa. Cái ngờ kinh tế nó đã làm ra nhiều, mình mới sử dụng cái chiếc ghe với cái máy nó hiện đại. Thì mình là quay những cái video, những cái clip là nói chung là nó gần gũi cho anh em dân biển, cho không có liếng lấy nhiều để câu like, câu view rồi gì hết ha. Máy rất là đẹp luôn. Mình cắt te này bao nhiêu canh nhớt anh Công? 3 canh hả? Thấy bên bự mà sao 3 canh đi? 3 canh chưa đủ, chắc là 3 canh rưỡi rồi. À, 3 canh rưỡi chưa đủ, 4 canh vậy. Dạ dạ. Đó, mình đang trò chuyện trực tiếp với anh Công luôn. Đó, anh em nào thì cần mua các dòng máy lớn, máy nhỏ gì thì cũng có thể liên hệ anh Công nha. Bây giờ là cái khoảng cách mà địa lý nữa không còn xa nữa, mình tin tưởng anh nào thì mình gửi trọn niềm tin cho anh em thôi. Đi mua máy thì cũng có anh em sát cánh cùng ảnh đã đi mua, quan trọng là mình tìm được cái máy tốt để về mình sử dụng cho cái công chuyện làm của mình là chính. Đó, đây đang đấu sẵn hộp số luôn, hộp số thùng, hộp số của cái gì của Trung Quốc quên rồi, ta gọi là 135A FG 5.1 135A. Tên Trung Quốc mà dịch ra tiếng Việt là tên gì đây em quên. Chè nè. Đó, số đập thùng đây, còn cái thùng mới đập nè. Thùng mới đập nè, đó, đập còn đinh không à. Đó, giờ đập thêm mấy cái nữa cho em coi. Bum bum. Đập sau anh Công tí xíu, ở ngoài nó không ghi nè.
FG135E 5 tua 1 đó, Serino 210569 Manufacture German là cái ngày sản xuất đó. Rõ không? Thùng đồ bài bản. Đập thùng anh em ơi. Đập thùng. Cái hộp số này còn hai canh nhớt hay chưa? Một canh hả? Ôi sao cái hộp số em ông kêu nói hai canh dữ ta? B300 ạ. Z300. Dạ Z300 ạ. Cũng trên canh vậy ông liều nói luôn hai canh. Số này nó nặng tới 7 tài rưỡi hay sao á? Số đây 5 tài mấy mà Z này nó lớn hơn. À. Năm tài rưỡi hộp số mà chiếc ghe mình đang mua là nó nặng tới 7 tạ mấy 7 tài rưỡi dao động vậy ha. Đó, công công anh khiêm tốn lắm anh em, công anh khiêm tốn lắm. Xài đó bình từng giới thiệu cho anh em qua nhiều clip là anh mua các cái dòng máy cỡ kẻ máy lớn máy nhỏ gì là anh công là anh mua cho anh em ở trong làng sử dụng, mà anh em biết thì cái làng biển Phú Lạc của mình là bây giờ anh em làm nghề lưới rút và sử dụng máy công suất lớn rất là nhiều, mà đa phần là các cái dòng máy thương hiệu Komatsu nè, Yanma nè, Mitsubishi, rồi đủ tất cả các dòng máy Komin này nọ, hay các cái dòng máy mà anh em chạy điện, các cái dòng máy mà công suất nhỏ, tua nhanh rồi là công anh phục vụ cho anh em ở làng và anh em ở trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng nhiều lắm. Đấy, mấy cái vàng vô dầu của dòng Komatsu nó vô thẳng ở trên đây ha. Dòng Mitsubishi là nó vô gấp này nè. Còn dòng gian me vô đâu quẩy đây. Nói chung đại loại là vậy, mấy cái đó không quan trọng lắm. Mấy ông kỹ sư ông thích là ông chăm chỗ kia chăm chỗ nọ, ông kỹ sư nó biết nó làm thì nó vô chỗ nào nó vô hợp lý thì vô. Tục bô à, bô dữ dàng ha, quốc ra coi thử tục bô luôn anh công. Mấy dòng tục bô của cái dòng máy gian me nè, Komatsu nè, Mitsubishi thì nói chung là cái tiếng hú nó không có hú nhiều anh em, nhưng mà lên ghe mạnh nó rít nghe ghét lắm đó. Mình muốn nghe nó cái độ rít cái độ hú của nó là phải có cái cảm giác lắng nghe luôn vậy á nó mới để. Còn cái dòng máy Komin thì nói thôi khỏi nghe, nó không hú điếc tai luôn. Bây giờ nhiều anh em xài dòng máy Komin nó còn ngán cái tiếng hú, ngắt tiếng hú bớt. Cái tục bô này là cục tục bô gì ta, tên gì ta, đây tục bô theo máy luôn cho nên là nó có cái ký hiệu của máy. Còn những cái dòng tục bô hoài là tục bô Honset hay là tục bô Changer gì đó, nói chung là Honset thì dòng tục bô đó nó xịn sò hơn, nó phù hợp cho các cái dòng máy Mitsubishi rồi Komatsu rồi của dòng Komin rồi đó. Anh em xài tục bô là cũng hay xài các cái dòng đó. Ồ, mấy cái bờ thớ nó trang bị nó làm mấy cái miếng này dày kịn dày kinh ha. Nói chung cái dòng máy thủy thì nó làm dày ác chiến vậy á, nó chịu lực ở dưới biển. Dù nó có xét cỡ nào nó cũng không xét hết cái miếng này được. Quá giờ sợ. Cái bình nước ngọt tí xíu, đây là cái bô sinh hàng gió đúng không anh công? Ồ, cái đời sản xuất luôn anh công, anh chỉ cho mình luôn. Chỉ cho mình mấy cái này hay nè. Sản xuất. Đây anh em, cái ngày sản xuất của cái máy này là 2013. Và cái mã số của nó, của cái series sản xuất năm đó là cái này là cái 177. Đấy, 177. Tokyo Radiator chấm Limited đó, đây là cái công ty của nó nè, cái tên thương hiệu, tên thương mại đồ của nó để đời ha. Đấu sản hộp số chừng nào bắt anh công? Đang kéo ghi hả? Có tiết lộ ngày bắt chưa? À, kéo ở Hồng Thi lên trên đó bắt, chứ không phải bắt ở dưới cảng không? Lệ đây là cái gì anh công? Tăng mơ dầu. Bên em công mình tiết lộ cho mình là tăng mơ dầu, nhưng mà mình cũng không biết tăng mơ dầu là cái gì luôn.
Hài hước các bạn. Khi mình chỉnh dầu ngay đây mình xem mình biết cái gì đây. À. Nói chung là cái tầm với cái tâm này các bạn, căn cứ vô đây thì nói chung là mấy anh thợ máy là mấy anh cũng giống như mấy anh kỹ sư vậy á. Đấy. Mấy cái con số này nó nói lên nhiều điều lắm các bạn. Dạ, xét lâu nó phủi cái lớp đó. Mới kịn mà cát mới chen luôn. Chữ Komatsu này là ghét một cái là nó sơn đơn giản nhưng mà rất là khó tróc nha. Rất là khó tróc. Bình nước ngọt nó cái dòng này nó gọn ha, nó gọn nhưng mà nó giải nhiệt dễ sờ ha. Nó gọn. Nhìn cái dòng máy Komatsu thì nó quá hầm hố. Bây giờ ở mình là nó thịnh cái dòng Komatsu anh em, bởi vì nó cái tua của nó nhanh và cái mã lực của nó là khủng khiếp lắm. Nó khi mà lên ghe là nó bốc. Bốc phải nói là nó bốc hơn cái dòng Yanma. Đó là điều mà mình qua trải nghiệm mình sử dụng mình cũng cảm nhận ha. Chứ còn mà nói khẳng định thì cũng tùy máy tùy người xài nữa. Nhưng mà theo mình xài ở các cái máy gia đình này với là thấy cái máy anh em xài là cái dòng Komatsu là nó độ bốc. Đó. Tua nó nhanh nó lên ghe, nói chung là cái độ giọng ghe mà tức ngược là đi nhanh ghê lắm. Còn cái dòng Mitsubishi thì nó không mạnh tức thời được. Dòng Kumin thì nói chung là cũng quá ư là mạnh, nhưng mà ở mình là cái dòng Kumin là nó lại không được thịnh hành anh em. Nói chung là mỗi nơi mỗi dùng là mỗi cái cảm giác người xài nó khác nhau. Đấy, một clip cũng gọi là đầy đủ rồi ha. Hôm nào mà đến hỏi thăm anh Công thử, hôm nào mà bắt máy đồ á kia nọ đồ nó tình huống nó hấp dẫn rồi quay thêm cho anh em xem chơi. Đấy. Rồi chào anh em nha, anh em trông chờ những cái clip tiếp theo của mình. Đấy, mấy cái này gì đây nữa, thêm bớt gì đây tùm lum tới lẻ hết. Không hiểu hết được, đợt cái khoản này để anh Công mình hiểu, bởi vì mình hiểu hết được lấy anh Công mình chỉ mình nữa.